Hello, xin chào các bạn nha, các anh chị em đã đến với kênh channel Rui Sài Gòn. Hôm nay đi làm ở bên quận 11, thấy một tốp số người đang xếp hàng ở đây nè. Vừa biết thông tin ở đây họ tới xếp hàng chuẩn bị nhận gạo, mấy chục ký gạo này nè. Xếp hàng ở ngã tư phố Cơ Điều Đặng Minh Khiêm. Đó là xếp hàng nhận gạo thôi. Nghe có phiếu của tổ cái gì đó, mọi người nhớ thực hiện 5K nha. Ở Sài Gòn có được hỗ trợ gạo, gạo này gạo dự trữ quốc gia. Không biết anh chị em ở Sài Gòn có được những ở Cần Giuộc chứ lộn, các anh chị ở Cần Giuộc có nhận gạo không? Trời ơi, em dưới Cần Giuộc nhận gạo có gì có một hai lần thôi à, nhiều thì chẳng qua là có Mạnh Thường Quân thôi. Đây là khúc đoạn đường Thuận Kiều. Thuận Kiều đi về hướng về cũng là quần Hòa Hảo. Đó, em sẽ cập nhật một số hình ảnh từ phố Sài Gòn những ngày đang sau mùa dịch hay gì đó. Rồi như em không biết được một số người ở dưới Cần Giuộc á, hiện tại đang mũi một cũng nôn nóng lên Sài Gòn đi làm lắm, mẫu ở chỗ về rồi đi mũi một xong rồi lỡ lên làm rồi đi về chích mũi hai không được, đúng không? Thì anh chị em có quen như này nhờ họ đăng ký tiêm dùm, đăng ký với tổ trưởng, đăng ký tiêm mũi 2, quý vị tiêm mũi gì nhớ hỏi tổ trưởng tiêm mũi 2 có hay không. Như là một ngày cũng dài được 3 phiếu gì đó, dài phiếu họ tổ trưởng cho phát mình.
cần dược là cũng có chuẩn bị tiêm mũi 2 rồi đấy. Hiện tại đang triển khai một số khu phố nào đó, khu phố Kim Điền là như là ngày này, hôm nay là ngày mai gì đó. Dưới Tiền Giang hỏi là ở Tiền Giang có lên Sài Gòn được không, thì em đâu biết tình hình ở dưới Tiền Giang làm sao. Quý vị có thể đến chốt hỏi trực tiếp coi sao. Ít nhất là có giấy mũi 1. Ít giấy ít nhất còn giấy mũi 1 giấy cái gì qua rồi, giấy test âm tính đó, để mình gửi thông chốt đi liên tỉnh được không. Và hiện nay em đang biết một số thông tin từ nhà báo cái gì trên báo biết đó, triển khai Long An và Tây Ninh được đi lại với nhau, không biết làm sao đây à. Đó, mỗi lần đi lên là phải có gì xuống là phải có giấy test, là tốn bao nhiêu tiền người ta. Rồi có một số khán giả phản ánh lại ở Cần Duộc là vùng xanh mà đi vô Sài Gòn là vùng dịch, và tại sao bắt người ta về Tết đúng không, đang ở vùng xanh. Ừ, vùng xanh mà rồi phải đi vô vùng dịch phải về Tết, thấy cũng khá vô lý. Và ở vùng dịch đi vô vùng xanh thì phải có giấy test mới được mới đúng đó. Đó. Rồi có một số thông tin đó là ở trên đây là đi test âm tính gì đó có 75.000 à. Ở dưới quê á, ở dưới Cần Duộc á, quốc cái 240.000 mà xếp hàng chen lớn như vậy là lỗi thực hiện 5K có đúng bài bản hay không. Đó là những câu hỏi đáng phải ghi nhận. Đây là đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, em sẽ dạo một số con đường cũng như là đi tới chợ An Đông xem hiện tại chợ An Đông mở cửa chưa, xem xung quanh chợ An Đông như thế nào. Theo thông tin em được biết thì chợ An Đông hiện tại đang bị đóng cửa, cũng như là chợ Bình Tây, chợ Bến Thành đó. Cũng ở chợ tập trung rất là nhiều mà vẫn chưa mở cửa lại. Đây là đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường 3 quận 10. Số cung đường hay sao, à, đi để trải nghiệm xem có những tình hình gì mới, ghi hình lại. Đây là đoạn đường Ngô Gia Tự, Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự buôn bán một số mặt hàng nội thất, vẫn còn bán, vẫn bán nha, vẫn bán vẫn còn mở cửa nha. Thank you.
sư Vạn Hạnh à. Giờ quẹo xuống đường là Vĩnh Viễn rồi sao, đi vòng vòng à. Cà phê có những chân dài chưa mở cửa nữa ta. Cà phê chân dài ở đây đóng cửa hết luôn. Tới đây là đường Lê Hồng Phong. Mặt đường ở đây cũng thông thoáng. Ở đây vận tải chuyển rất nhanh, hàng quá gì nè, rất là đông luôn ha. Vận chuyển đi miền Đông, miền Tây gì đó. Hùng Vương một chiều. Các bến xe ở đây chủ yếu là chở hàng thôi, còn chở người chưa thấy. Mong rằng đại dịch này sẽ đi qua nhanh chóng thôi. Em nghĩ để sang năm 2022-2023 là mấy dịch này nó sẽ lặng biến rất đi. Phương Trang cũng nhận hàng à. Đó, người dân người ta về quê hết trơn rồi nên là ở đây về quê cũng một phần thôi, không phải hết trơn nha, về quê một phần thôi. Ở đây khó khăn quá là phải rút quân về về nhà sống à. Nếu cô chú anh chị em có thấy video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh giúp em để nhận thông báo video mới tiếp theo.
có dạo một vòng xem tình hình ở chợ An Đông. Thấy là từ hồi đầu mùa dịch cho đến dịch luôn á, các nhân viên ngân hàng đều làm việc bình thường nha. Ở trong kia mấy sạp đóng cửa hết trơn luôn. Đó là Trung An Đông Plaza. Các tiệm vàng thì buôn bán bình thường. Bồ câu. Trời ơi. Trung tâm thương mại An Đông Plaza. Hiện tại là gần 5 giờ rồi. Bên có hai chậu cây rất là đẹp, bự to. Vòng vòng ở nhà đây thì cũng buôn bán, nhưng mà ở trong sạp thì đây coi như là đứng hình luôn á. Giác của sếp bây giờ không có việc làm mà sao, họ làm công việc khác, chờ chờ thời, chờ nhà nước hỗ trợ gói Covid đợt 3, đợt 4. Cho gạo không mà có mấy người ngộ mà thấy cho gạo không mà chẳng lẽ anh ta không đi mua đồ ăn đúng không? Cái tiền ta mới sinh sống, mua cái kia mua này mua nọ, nếu cho gạo không à. Số hình ảnh ở khu vực quận 5. Trung quận 5 là cũng giao nhận hàng rất là nhiều. Các chỗ bán xe Honda, quần áo An Phước. Thầy bói, thầy địa lý, bói
nhiều nhưng mà không to nha, năm nay bão to đấy. Bão to thì bão sẽ ảnh hưởng nặng nề luôn á. Tình hình mới em sẽ cập nhật thêm nha. Xin chào cô chú các anh chị em.